Trời ơi, Jackie không não. Ok, hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với chế độ của mình. Mình là Jackie và hôm nay mình sẽ chơi Don't Step Shipwreck. Và hôm nay là tiếp tục. Thì buổi trước là mình sàn cướp biển, mình chết con mỡ nó rồi. Thì hôm nay là mình sẽ chơi cái thằng khác. Thì đó chính là cái con khỉ gọi là Wiper. Thứ nhất, đây là một con khỉ vua. Gì nè. Thứ là rồi, nó không phải nói. Nó bình thường thì đi chậm bằng hai chân, mà nếu là đi bốn chân thì sẽ rất là nhanh, là một con khỉ. Nhớ là Sida, nhưng mà mình sẽ áp dụng con này và vào game luôn. Ok. Ủa, cái wow chỉnh được chưa ta? Cái wow chỉnh được rồi nè. Từ bây giờ chúng ta hãy chỉnh được mấy cái wow, nhưng mà mình nghĩ là mình nên chỉnh default thôi được rồi. Thì mình mới chỉnh sao nữa. Ok. Vào game nha. 1, 2, 3. Vào game. Ủa yeah, mình là một con khỉ. Lại con vẹt này nữa. Tao ghét mày lắm vẹt ơi. Bấm này. Cút. Cút ra bố thể hiện. Rồi. Mình là một con khỉ. Yeah. Oh yeah. Thì con này tao nói là khi mình con này bình thường nó đi hai chân phải không, nhưng mà khi mình giữ nó nên nút chạy hoài thì nó sẽ chạy nhanh nè. Bây giờ tôi từ mình lấy này luôn rồi, vậy chạy thẳng nha, đi bộ phải không, rồi vài giây sau, 2-3 giây á chạy nhanh đó, đó thấy không, chạy bốn chân chạy rất là nhanh nha. Đó thì cái việc chạy này nè thì rất là có lợi cho mình. Thứ nhất á là khi bị đánh ngày bị mấy con quái nó đuổi á, mình có thể chạy nhanh hơn và mình có thể trúng nhanh hơn mấy tụi kia. Nhưng mà có một điều là khi chạy là cái thanh đói, cái thanh đói sẽ giảm xuống. Nên các bạn phải nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Trong game mục đích là vậy thôi. Thì chúng ta đi từ từ thôi. Đi từ từ. Còn đó này có hai bên bờ luôn à. Ngon stream. Mà cây dừa đâu? Rồi giờ update lại các bạn, khó chơi gì đâu luôn á. Thì khó chơi quá. Update gì mà tự nhiên trái dừa, biệt trái dừa ăn không được nữa, buồn ghê. Giờ ăn không được trái dừa nữa, tôi biết sống sao. Rồi. Nhưng mà cái hòn đảo này nhìn hơi dị các bạn ơi. Ở đẹp lại cái sông hòn đảo nó Sida hơn, chứ hồi trước hòn đảo đẹp hơn. Giờ ở đây có gì nữa? Sao nửa cát, nửa đất vậy trời? Hay đây là do update như vậy thôi, nên mình không biết. Rồi. Nãy giờ không biết thế nào có dừa, có trái dừa luôn. Mày cút, đừng làm sao. Mà nó cút thiệt kìa. Trời đất, cười thanh niên gì đây, nó vậy á. Ủa, có cái dừa nè, ngon stream. Bây giờ mình sẽ lượm cho mình mấy cái vỏ sò để sau này đi dành làm cái lầu đại cát. Thì lầu đại cát rất là cần thiết. Thì có gì tụt não thì mình chơi. Trời ơi, cái thanh này, thanh đói giảm xuống ghê quá. Ta phải đi từ từ thôi, không nên chạy. Đi từ từ thôi. Không chạy nha, đó, mở cái gì nè. Đó, đó là cách để không bị đói nhanh. Đi vậy thôi, chứ bạn đi thẳng hoài nó sẽ chạy à. Bây giờ mình làm cho mình cái rìu nha. Rồi, ta-da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bùm. Tôi rất là buồn khi trái dừa không ăn được. À, con này ăn, con này nó dùng được. Ui, mình ăn cái gì á? What? Chết rồi. Mình ăn cái này nè, có đâu? Ủa, mình ăn cái gì mà sao máu giảm vậy? What? Ui, lỡ chạy rồi, quên. Chạy đi mệt lắm. Rồi, đi từ thôi. Mình làm cái machete để làm cái bè sang cái bờ bên kia luôn là vừa đó. À, mình là khỉ, mình có thể kết bạn cái lũ khỉ là được rồi đó. Ui, hòn đá rộng vậy? Nó qua đây luôn nè. Ngon stream. Nhưng mà mình chưa. Để mình lượm hết đồ đã. Đấy, rồi, chắc tiếp nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ô, mình đếm bị ngược hả? What? Phải được 4 cái mới làm được cái ba lô. Bình thường á, cái style của mình là làm ba lô đầu tiên để đựng đồ nhiều hơn. Bạn để ý con khỉ này nè, nó có áo màu đỏ, cái đuôi và cái hình của nó cũng khác với nhân vật. Ok, mình đã ở một hòn đảo nè, mình có cài những cái map, những cái mod nó khá là hay.
Bạn nào muốn thử thì thử đi. Ê đừng chạy. Ôi chú, thằng này chưa gì đó nhanh quá. Chạy rất là mệt cho cơ thể là đi vậy nè. Đó, để phòng nó chạy. Good. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Mình phải đếm trước. Đếm không trước là lâu lắm rồi. Ba lô, ba lô, ba lô, ba lô, ba lô. Ba lô, rồi. Bây giờ tiến hành làm cái con thuyền thôi. Mình phải làm cái thuyền này hoặc cái này. Bây giờ làm cái machete là được đó. À. Ở bên, hình như mình đọc sai rồi. Machete gì á, không machete. Machete gì á, nhưng mà đọc machete cho nó gọn. À, cần nhiêu? Cần 4 cái tre và 3 cái dây. Ok. Đọc này là của rắn nè. Hơi dụng được của rắn nha. Anh ơi, không có rắn. Ồ, về ngon dream. Cũng may là không có rắn. Ê, 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 ê. Rồi xong, bây giờ mình được một cái rồi. Một cái tre rồi, thêm 3 cái tre nữa. Rồi còn 2 cái nữa. Thì mình sẽ lấy hết những cái này cho mình. Có gì não nó bị banh não á, thì có gì cài hoa lên đầu cho nó hài hợp với thiên nhiên. Đó. Ui, ở đây có vàng hả? Nãy mình thấy vàng nào, đúng rồi. Họ cái cuối cùng. Nhưng buổi chiều rồi không biết là có ra khơi kịp không các bạn. Ra luôn nha, đi đi. Đi đi đi. Chạy cũng nhanh luôn. Đó. Chạy nhiều đó nhiều. Ôi. No. No. Tôi không muốn chết ở đây đâu. Nhưng mà mình phải tìm hòn đảo. Cái con này tính ra cũng khá dễ chơi. Nó cũng không có rùm rà màu mèo quá. Nó chỉ đơn giản là một con khỉ. À, có thể kết bạn với là khỉ và nó có thể chạy nhanh thôi. Chạy nhanh là cái mình thích nha. Ví dụ như bị quay đuổi á, mình có thể chạy nhanh hơn vào chỗ khác chẳng hạn. Rồi thật là né thiên thạch. Thiên thạch nó rớt xuống đầu mình thì mình có thể né chỗ khác. Ô, cái chỗ bờ biển màu trắng trắng thì là dấu hiệu rồi. Biết ngay dấu hiệu mà. Hòn đảo này đầy đồ ăn luôn nè. Ngon dream. Mình phải tìm hòn đảo nào có vàng á mới được. Rồi, cái này nè, lượm cái này khoai lang. Rồi, bây giờ mình sẽ làm cái trại ở đây, hy vọng nó không bị cháy. Rồi. Bình thường ăn này vô là tăng 12 độ đói và 1 máu. Khi đốt nấu này lên là nhiêu? Thì nó cho mình 12, nó cho mình thêm máu ít thôi. Đó. Còn chìm sao con này nó hay giảm máu vậy? Một cái làm gì đâu sao máu nó giảm ghê vậy? Rồi tranh thủ nhặt hoa ha, để làm trái vòng hoa trên đầu. Nè, đẹp trai nè, đó đẹp trai. Rồi bây giờ dễ vơ. Ok, còn phải nấu này luôn đấy, tiện thể có gì về sẽ nấy. Rồi cái thời nấu cái dừa này còn đâu nhớ quá à. Hồi đó nhớ nấu dừa ăn đúng đã luôn. Bây giờ hồi nấu luôn cái này nha, nấu luôn cái mấy con ốc biển. Nói chung đồ ăn là phải nấu lên ăn mới ngon. Rồi, còn như đâu rồi nấu luôn hạt giống. Hạt giống thì đầu game không cần lắm, đầu game là chỉ cần cái lặt vặt thôi. Rồi trời tối rồi đó hả, bây giờ phải đợi trời sáng. Bây giờ mình á, mục tiêu của mình là kiếm vàng để làm cho mình cái máy xoay in này nè. 1 nè, 2, 5, 5 cái là 2 cái máy này. Ok, trời sáng rồi. Bây giờ đi đập đá nhặt nhạnh những thứ thôi. Hòn đá này hơi bị nhiều hoa. Ui, xếp nữa. Cái xếp game giờ này hoài. Đâu phòng. Hòn đảo này tính ra cũng không có lớn lắm. Nhưng mà có cái phần dưới là từ đây mình nhặt hết khoai lang rồi. Để đợi dành nó đi. Phần dưới này biết đâu có vàng. Phải chăng? Ủa có cái này. Rồi chậm thôi ba ơi, chậm thôi. Mày đi nhanh quá tao cũng mệt với mày á, không có đồ ăn nhiều đâu. Đó có vàng nè. Tưởng gì chứ vàng mà anh khoái rồi. Rồi
2, 3, 4, 5, 6. Ô, đập nhanh hơn hả? What? À, bình thường có 6 cái rồi mà. Rồi. Ủa, có 2 quặng vàng luôn. Ngon. Dream. Dream là cành đào. Ôi, 2 cục luôn. Holy shit. Thiệt là hư cấu quá đi. Rồi, mày đây. Nhận. Nhận này con. Ở đây, ở đây, ở đây, ở đây. Hứ, rồi. Mày, mày, rồi. Thấy 1, 2, 3, rồi. Ui, 4, 5, ui, 6, rồi. Ui, có khỉ kìa, bạn của mình. Rồi, đọc đây chưa? Đọc luôn. Yes, ngon, stream. Bây giờ chúng ta thấy đọc được cái ổ nhận của nó rồi. Rồi, cái này gọi là phá làng, phá xóm nhà người ta đó. Qua nhà ta không chào hỏi rồi, qua đập nhà ta. Chà kỳ. Sống không lỗi đâu. Các bạn đừng cứ tưởng mình sống lỗi. À, để coi có mỏ vàng không. Trời ơi, chơi gì nó đói à. Trời ơi. Ở đi từ từ thôi. Bấm gì phải dội lên, phải bấm gì nè. Cho nó đi từ từ thôi. Trời ơi. Đi vậy phải không? À mà thấy bấm gì nè. À, không được. Xà chuột cũng bị mọi người. Ôi, rắn độc. Holy shit, ở đây. Mày, ui. Mày, ngon, lành cành đào. Ồ, có đồ ăn rồi, ngon. Bây giờ phải đi vậy nè các bạn. Vãi. Đi gì như bị mắc bệnh phong vậy á. Ý mình thấy các bạn lâu khỉ phải không? Cho một con thôi, ăn không? Không nhận. Rồi, để cho một cái này nè. Nè. Đó, chơi tao cái gì không? Không chói gì hả? À? Đó, tao tưởng chúng ta là bạn. Đâu Phong? Ôi, mấy con hoa này nhìn ghê quá à. Ôi, có vàng nè, ngon. Tụi bay cút ra đây nha. Tao hy vọng là chúng ta là bạn bè tốt với nhau. Ý, đúng rồi, nó không lụm bạn ơi. Ngon, stream. Chúng ta thể sống chung với đàn khỉ. Ngon, stream nha. Ok, lấy hết vàng nè anh em. Vậy chứ vàng là anh không thiếu. Rồi. À, có nhiều bạn nói là nên làm cái tổ chim á, thì nó đẻ trứng ăn cho nó đỡ tốn nhiều. Ok, mình sẽ xin tuân thủ. Rồi, nát. Rồi làm lại cái mới gì đâu. Thời buổi này lạng lạc rồi. Đi. Ở đây nhiều vàng quá. Không lo chết đói. Rồi. Đó. Cứ đập đi anh em ơi. Không gì phải sợ. Rồi. Bên đây có tổ nhện nữa. Ôi. Sao đây bự quá vậy. Ê. What. Qua đây. 1, 2, 3. Rồi. Kèo luôn. Không ra đồ ăn à. Phải. Từ từ để mình chỉnh lại setting. Mình thấy nhạc nó hơi bị lớn. Rồi, ok. Ngon stream. Hòn đảo này bự quá. Đi mãi không hết. Ôi, hoa. Đánh được không? Đánh nó giết mình á. Từ từ để mình coi. Mấy con khỉ đánh không được đâu. Nó chỉ ném tức mặt mình thôi à. Mất dại lắm. Hòn đảo nói chung khá bự nhưng mà không phải là nơi thích hợp để mình sống. Ôi. Nhiều quá vô. Mình sẽ lấy hết cháu này. Đem về ăn. Đem về ăn là thôi. Đem về ăn thôi. Rồi ăn hết đống này đi. Rồi ngon stream. Ăn hoa đi. Đó. Tiết kiệm không gian tối đa có thể. Các bạn hãy tiết kiệm. Không nên sống hoang phí, không nên sống lạng lạc. Thấy chưa? Chúng ta là một người, chúng ta là một con khỉ. Hãy học hỏi khỉ. Hãy như khỉ. Rồi, ở đây có cái mẫu vàng nào cho mình không? Trời ơi, có cái miệng lava ghê vãi. Chỗ này hơi bị nhiều cái strawberry nha. Hơi bị nhiều luôn các bạn ơi. Mình thề là mình không có chỉnh gì nha. Ơi, hết hồn, tụi nó trời tối. Hết cả hồn. Rồi.
Chắc hết cái đống này là mình nghĩ luôn. Có rắn này các bạn ơi, rắn độc. Rắn độc vì sao? Ở đây có cái hồ lava mà. Sợ con mưa gì. Làm lửa được mà phải không? Ok, ngon stream. Đây. Lội 27 cái luôn. Ngon. Ngon là cành đào. Nhớ làm được cái gear. Nhớ làm được cái đâu quên mẹ rồi. Hình như không phải chỗ này, chỗ khác thì phải. Từ từ đi. Chắc cái mốt kiếm. Ô, có cái mỏ ở đây. Đập luôn. Dân chơi sợ gì mới rơi. Ê, đúng rồi, nó không lấy của mình các bạn ơi. Ôi, đó là khỉ. Thôi, anh ơi, tha cho em. Em chỉ là một con khỉ thôi mà. Cháy, em chạy lẹ hơn nó. Ờ, đúng rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ xây cái tổ ấm cho mình. Ngon lạnh cành đào, giờ mình sẽ nấu. Nấu 4 cái ăn luôn. Các con ăn vậy đó nha các bạn. Nên hãy chơi một cách cẩn thận. Cho 10 nè. 43 nè, cho 55. Ok. Bây giờ mình dư sức làm cái máy này rồi. Thiếu gỗ thôi, bây giờ mình có thể chặt gỗ. Cái rìu có hó đâu rồi. Đây. Anh em chặt rìu nào, ấy chặt gỗ nào. Chặt cây trong rừng này là không lo là bị thần rừng đến đến thăm, hỏi thăm. Đó. Năm chín năm phát là đổ rồi, đúng là thanh niên. Yếu sinh lý bơ lơ. Rồi sắp đến ngày 3 rồi, quá nhanh, quá nguy hiểm. Ủa, có gì không? Không có gì phải không? Dạ là chặt cái mấy cây bự lụm đồ đá luôn. Ủa anh ơi, đừng anh ơi. Đó, đứng đây. Đứng trong góc tối và chúng ta hãy nhìn về tương lai. Đó. Mình thấy là cái máy này mình thật sự là mình thích sống ở bờ biển hơn là sống ở đây. Có bạn nói là mình làm cái sàn bằng gỗ thì nước đến mùa lũ thì nó không bị tràn. Các bạn nói vậy nha, mình không biết nhưng mà mình sẽ thử tin hơn xem nào. Ô, có cức rồi nè. What? Mình làm được cức rồi. Yes. Sao mình không để ỉa mà để lượm cức đồng bọn cái này. Đâu con. Mình cần phải đúc rừng. Thôi để tập sau đúc rừng ha. Từ ở đây có cái tổ nhện nữa nè. Rồi thề luôn, cái nơi này nó rộng kinh hoàng. Mỏ vàng nữa nè. Vàng là anh vô đối rồi, mấy chứ không phải sánh lại mà tôi được đâu. Ôi, ở đây có đồ bơm máu nè. Ngon, ui, ui ui, có ớt, có ớt. Thôi thôi anh ơi, em đùa thôi anh ơi. Ở đây cũng nhiều nè. Đó, lấy hết vàng luôn anh ơi. Vàng vô đối. Đó, 16 cái. Rồi. Chúng ta phải nên chặt gỗ thêm, tại vì gỗ mình thấy hơi ít. Rồi, anh em chặt nào. Thật là mọi ngày thật là đáng quý. Thật là nhiều tài nguyên. Đây. Gỗ, chuối, sồi tùm lum hết. Trồng cây anh em, trồng cây. Ôi, bây giờ giống rơi ra 2 cái luôn. Phải. Rồi, ăn này vô hồi máu không? Rồi mình sẽ làm một cái cuốc tiếp. Đó. Ôi, một căn nhà. Ôi, phải cái cây tự nhiên nó teo lại. Phải. Thanh niên này ít sinh lý nha. Họ tí của teo. Ở vô đây mình nghe nói vô đây dễ gặp mấy cái con. Ôi, con ếch gì nè. Ôi. Anh ơi đừng. Đừng anh ơi đừng. Rồi. Ui, ếch à. No anh ơi. Ếch chua mi nha. Ếch ơi đừng đuổi theo tàu. Nó đi rồi, nó đi chưa. Rồi. Mấy con ếch này nó mạnh kinh hồn, đánh một phát nửa cây. Rồi. Nó trở về thiên nhiên của nó rồi. Ui, thôi. Em không đập nữa anh ơi, em không đập nữa. Thề luôn, hứa luôn. Thề vinh dự luôn. Không đập thôi, làm dữ gì vậy. Tôi qua lấy cái này. Làm như của mình mày có cái này. Đó. 19 cái cục vàng luôn. Chim lành cành đào. Vàng lành không đào. Đây. Thật chưa.
coi như là ở đây hết rồi đó. Còn đây có một khoảng trống, nhưng mà mình nghĩ cũng không có gì đâu. Hồi đó là cũng hơi bự thôi chứ không có bự lắm. Mình là mình thích sống ở gần bờ biển hơn, nghe tiếng sóng dạt dào gì đó rất là thư giãn. Ở đây xuống nhi vai anh em blub 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 blub. Ồ anh chạy có tí mà ăn cức nào. Ôi mình cầm cức lên được các bạn. Ồ mà hơi ném phải không, ném nha. Từ à, con chim nè mà. Ủa ôi nó giống rồi nè. Ui holy shit, ném trúng rồi. Wow, mình ném trúng rồi và được một con chim. Nhưng mà à có trò vui rồi nha bạn ơi. Bây giờ mình sẽ sống ở nơi nào á có gần mấy con khỉ, xong rồi mình sẽ mỗi ngày á mình qua mình sẽ hút cức của mấy con khỉ ra, lấy cái cức đó mình ném vô mặt mấy con chim này nè. À, lấy con chim làm đồ ăn. Rồi ơi ngon stream, ngon chim theo nhiều nghĩa, hai nghĩa là con chim này rất là ngon, hoặc là cái công cụ cái công việc này nó rất là ngon lành trên đào á, gọi là ngon stream. Mày nhìn không, trời đi xong nửa ngày rồi con chim ném một cục cức vào mặt nó đây nè vãi. Rồi cái bè của em đâu, trả lại cho em cái bè để ăn luôn đi, trả lại cho em cái bè. Ê tao nhớ mày bèo à, tao nhớ mày quá bè ơi. Đi nào, bây giờ là hướng về biển Bắc. À, biển Bắc có cái gì là chúng ta bay lên đó, nhưng mà cái này mình sợ là đi lên hơi lâu. Thứ nhất là cái bè này nó hơi bị chậm. Ôi sóng nó đang tiến lên kìa, đi sóng nào anh em, hãy tiến lên biển Đông, đây là biển Bắc đó. Mới lần chậm cái này là ô các bạn, nó chậm vào cái này là thuyền bị hư, dễ hư thôi chứ đâu có hư đâu. Đi nào, ôi bị hư kìa, đi sai chiều là bị hư liền. Bởi vậy công an á người ta bắt anh đúng rồi. Rồi mình sẽ vứt cái này ra. Rồi tiếp ăn hết hoa đi. Đó hướng về biển Bắc. Ủa sao mấy hòn đảo nào mày bất hư cấu nha, chắc là cái này dính với hòn đảo của mình rồi, nó không có hòn đảo. Hey, thì là khổ. Ôi trời sắp tối rồi, cố lên tìm được hòn đảo rồi đi, hãy tìm một hòn đảo rồi đi. Tao tin mày, ba mẹ tin mày, thầy cô tin mày, bạn bè tin mày, Oma tin mày, Sojina tin mày, hãy đi nào. Đây một hòn đảo mà chúng ta mong đợi, một hòn đảo cát, hòn đảo mình thích, hòn đảo có cát. Rồi giống mấy luôn, nhưng mà nó hơi nhỏ, nó to một chút là mình hãy sống ở đây. Để coi. À, cũng được nè, nhưng mà cát nó hơi nhỏ không. À... mình đang điều tra cái xung quanh chỗ này, nó không gọi là quá nhỏ, có không gọi là quá lớn, nó gọi là tạm tạm thôi chứ không gọi là lớn lắm. Mình nghĩ là mình không nên sống ở hòn đảo này, nhìn nó rất là vô vị, nó không có gì đặc biệt cả, ít ra phải cho mình một cái miệng núi lửa gì đó thôi. Mình sẽ đốt lửa sống qua ngày vậy, không có gì là không thể, chỉ sợ là không bền. Rồi sống qua ngày nè anh em. Rồi ăn đi rồi ăn rồi còn nữa không. Rồi bây giờ mình sẽ làm cho mình cái đuốc nè. Đây mình sẽ đốt cái đống này ra. Mày hả bưởi. Ôi thôi anh ơi. Đốt nè. Mày hả bưởi. Rồi ngon lành cành chim. Rồi Mày hả bưởi rồi. Chúng ta sẽ đợi kết quả vào ngày hôm sau. Bây giờ chúng ta sẽ đi nấu đồ ăn tí. Trời ơi cái cha, nó chấp nhận lũ này rồi. Thôi anh ơi đừng anh ơi, ý nó thấy mình
tụi này nó bị ngu rồi. Tụi này bị ngu rồi. Tụi nó tưởng đâu, ủa, what the fuck, tự nhiên nhà mình bị cháy rồi, what the fuck. Tụi nó ngủ rồi phải không, từ để mình không nên kịp dậy. Ăn đi nào anh em. Bỏ nhiều làm cái rồi. Sáng chút chút thôi. Rồi sáng rồi đó anh em. Bây giờ dùng gỗ nè. Ui mật ong nè. Ngon trim. Bây giờ tôi sẽ lấy than. Ấy không được à, tôi sẽ bỏ lại cho mình cái này. Ăn đi. Đó. Than cũng như cái ta cái đập hết đi rồi tính. Tại than cũng cần rất là nhiều trong những cái lần sau. Nên mình sẽ lấy than này làm một chút đồ gì đó để ngon chim một chút. Rồi, give me your than, your corn. Than gỗ nha, trong Minecraft là than đá là chính, chứ than gỗ là ít. Chính, rồi. Mấy cái này, cái stick mình này thiếu là mình có hai cái rồi, giờ ba cái rồi. Ngon. Mấy ông này ồn quá, đứng gần nó ồn ghê á. Đâu phòng ông. Không cần mày nhé ông. Rồi đi nào. Chúng ta hãy rời khỏi cái hòn đảo chết tiệt này và hãy đến một hòn đảo nào đó hay nhau hơn. Anh em. Đã có tôi ôi những nước. Rồi đi nào. Let's go baby. Báo cáo, chúng tôi đã thấy một cái vùng biển màu trắng trắng. Biết đâu đây là dấu hiệu có hòn đảo thứ rất là ngon chim. Rồi, hòn đảo có khỉ rồi nha. Hello anh bạn. Hello, hello, cứ ăn đi. Hòn đảo này có tổ khỉ. Có gì nữa không? Hy vọng là có bao. Trời ơi, nhiều tổ khỉ quá vậy. Cũng may là tụi này là bạn mình nên tụi nó không làm phiền mình, nó không mệt lắm á. Holy trời ơi, đi chỗ này nguy hiểm lắm, có ếch lum lum này nọ nè. Để mình đóng lại cái mini map. Rồi. Ôi ớt khắp nơi luôn. Phải ớt. Ớt nhiều vậy. Ôi ôi. Ôi. Ôi ôi. Ôi ôi. Hòn đảo này nhiều ớt quá. Mình đang mà không đánh nó vào đây. Tại mình vô đây mình kiếm cái con Chester các bạn. Thường Chester nằm trong mấy cái vùng lava giống vậy á. Rồi. Hòn đảo này chả có cục xịt nữa cả. Thôi chúng ta về phía này đi. Thiệt là khổ quá. Hòn đảo Sida không à. Ui có san hô. Chúng ta có thể thu hoạch san hô. Ăn đi. Rồi. Ôi cái gì đấy. Đừng chích điện em ơi. Sao hòn đảo ấy san hô đây. Đây là điều mình cần. 2, 3, 4, 5. Thôi. Hình như cái tiếng đập đập ra san hô nó hơi khác không hồi đó. Phải không ta? Thấy mình là nó khác. Anh sứa, anh đừng có manh động anh ơi. Em là một người rất là mỏng manh. Đó. 7 cái rồi, lượm thêm nữa đi. Lượm càng nhiều càng tốt. Không ai bắt mình phải lượm ít cả. Rồi, tiếp. Còn nhiều. Sợ gì? Rồi, lượm được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm một cái hòn đảo ở đó hay ho hơn. Là những cái hòn đảo ở ngôi hộp này. Trời ơi, sao nhiều san hô quá vậy? Holy shit, thiệt là hư cầu quá đi. Trời ơi. Ôi trời ơi. Nhiều quá, mà cái thuyền mình đang đi chậm. Rồi, chỗ này là dấu hiệu đến một hòn đảo ở đây. Cầu mong đi, hy vọng một hòn đảo nó có trù phú, đất đai, có biển nè. Bờ biển mình thích, mình thích, mình thích. Rồi. Có gì tụi em không anh ơi? Rồi, chạy nào. Chúng ta đang tìm cái gì đó. Đừng nói với tôi, đây là toàn là cát không nhá. Tôi đang cần hòn đảo đầy đủ cát, là cây cỏ, đủ thứ. Rồi, xong luôn. Ui cái vòng ring thiên. Có con chim nè. Thôi làm chim lên làm gì. Quýt. Ôi một cái chai hả. Cái này là empty mà. Đâu phòng.
một cái, đây là một cái hòn đảo trôn không có gì cả. Hay lại một ngày bị trôn nữa, tôi khổ quá. Kiếm mãi mà không thấy một cái hòn đảo này nó hay ho. Sắp ngày thứ năm rồi thì chúng ta phải sống được mà không có cái gì đó. Hey, các cụ thường nói là có công mài sắt có ngày nên kim, nhưng mà mình mài sắt mãi nó không ra cái kim yếu nào mà nó ra cục shit nào đó. Đâu phong bây giờ đi ra phương bắc, cầu mong trước khi trời tối hãy cho em một cái hòn đảo nào đó hay ho hơn đi. Em giàu em sống thôi chứ em không có làm gì đâu. Ý mình có linh cảm mà sẽ đến hòn đảo rồi nha. Linh cảm của một người đàn ông quý phái đó, linh cảm này không sai, chúng ta đã đến một hòn đảo. Ui hòn đảo giáo kho báu, holy shit. Ui có cái mũ nè, ngon. Rồi đổi vô, chúng ta không còn mũ này nữa. Tạm thời mình sẽ đốt trại ở đây. Đó ngay dưới ít luôn nè. Đó ngon cream, mà sẽ nấu này lên. Ăn đi. Mình nghĩ là bây giờ mình nhặt vàng được rồi đó. Tại vì mốt mình thấy được cái máy mặt chin gì á, nhặt vàng nó chơi. Từ bây giờ mình coi xung quanh đây không có gì hot cả. Mình có 19 cục vàng khá là ngon tim. Mình hãy ăn này đi. Ok. Đó, ăn vô đến trống trải bớt cái kho đồ của mình. Hành trình của tôi đang tiếp tục. Mình sẽ nói lại cái sự nghiệp ngày xưa là mỗi một tập là phải một tiếng, là nghĩa là ngày 1 đến ngày 10 á, 10 ngày liên tục chơi vậy cho nó đã, chứ nó lâu làm mệt lắm, hiếc luôn. Bây giờ phải đợi trời tối nữa. Ôi ôi trời ơi, mình hy vọng hồi nãy nó bự chút, mình mà mình cảm giác hồi đó này nó không có bự lắm. Rồi cứ chờ xem nó coi nó bự không, bự rồi tính. Ai sáng là dùng cả. Nó có gì ông trời? Nó có cái gì update mới không? Robot. Hiện giờ chưa có đầy đủ dụng cụ nên nó không cho cái mình đồ gì mới cả. Thôi kệ đi. Hòn đảo này khá nhỏ. Thôi đi vô đây coi có nhỏ đó không? Holy, có cái sẻng. Ngon dream. Và nó cho mình một ít gỗ. Cái này đúng là xui xẻo, qua đây là rất đồ lum hết. Thanh niên này không học mẫu giáo nè, cô giáo dạy là đi đứng cẩn thận, không nên vấp ngã lum hết. Ở đây toàn xương quá sọ. Thanh niên thể hiện những thanh niên sống lỗi trong những cái này. Dạ. Và ngày thứ năm tôi vẫn chưa thấy một cái mày gì ở đây cả. Và vì thế tôi Mr. Khỉ, ui mình ỉa nè, holy shit. Con khỉ mình biết ỉa nha các bạn. Ngon chim. Ý mình không nên đội mũ. Chết. Tại đội mũ này, đội mũ kia nó giảm phần trăm. Mình sẽ dành ra một ngày luôn để kiếm một hòn đảo này đó ưng ý đó nhất đối với mình, để mình sinh sống tại đó. Ôi thêm một bờ san hô nữa. Vãi, game lắm san hô thế. Có không? Có san hô. Có nè. Lắm đúng lắm san hô luôn. Ôi bạn ơi, hình như đây hòn đảo hồi nãy phải không? Ở đúng rồi, hòn đảo hồi nãy nè, nó có cái mẹ gì đâu. Đi lên phía trên còn có gì không? Phải là hòn đảo khác. Mà họ đỡ nó đỡ khác. Họ đi tiếp nè anh em. Ý các bạn, ở đây có cái vùng sương mù nè. Thì khi chúng ta vào cái vùng này á, thì chúng ta sẽ đến một cái nơi nào đó trên thế giới. Ok, giờ nào anh em. Holy shit. Liệu chúng ta sẽ đến cái vùng nào đây? Chúng ta hãy chờ đợi thêm. Mà hình đang thôi luôn. Rồi, lag game. Và chúng ta đang đi ra. Rồi chỗ này là chỗ nào?
chỗ này là chỗ nào từ bên cầu bản đồ ra? Từ bật bóng dây M đáp phải không? Rồi mình bay sao quá vậy? What? Thôi chú đạo hòn đảo ở đây đi, ở đây có hòn đảo nè, mình bay sao phải? Rồi ở đây có hòn đảo phải không? Cho tôi vào tôi ké với coi. Lại là san hô, game này update xong nhiều san hô vờ cờ lờ ra luôn. Phải cái san hô hồi xưa mình nhớ mình kiếm san hô mệt thấy bật có nội luôn à, chứ bây giờ kiếm dễ mê luôn à. Đi lên nào. Rồi xong, cái này không có. Thôi bị troll rồi anh em ơi. Đừng có troll em nữa, em có gì đâu mà troll. Hãy cho em một gầm hòn đảo đi. Em sẽ vô đó sinh sống ngoan ngoãn ở cái chỗ đó. Ý mà khổ quá. Ok, mình đã thấy một cái vùng nước này. Hy vọng là mình sẽ thấy một cái hòn đảo. Please cho tôi một hòn đảo đàng hoàng đi. Hòn đảo vừa có bờ vừa có biển. Rồi, có gì không? Hello, anybody here? I am Mr. Chucky. Rồi, chưa gì nghe tiếng ông không vậy? Rồi, sao nữa? Holy shit. Holy shit. What the hell? Holy. Ôi, hòn đảo gì ghê vậy? Hòn đảo gì hư cấu vậy? Nhiều ông, ôi. Hòn đảo nhiều ông vãi. Mày đùa anh à? Ôi, thôi, thôi anh ơi. Em có làm gì đâu. Thôi về anh ơi, về. Ôi trời ơi, nó đông. Hòn đảo này sao sống? Mất công tìm được hòn đảo này, chúng ta lại không thể thấy một hòn đảo nào khác. Thiệt là hư cấu quá đi. Rồi, ăn cái gì đi? Ăn rỡ này đi. Đó. Khổ quá. Rồi, bọn sẽ đi lên nữa. Nói chung là những ngày đầu cũng không nhất thiết là phải sinh sống cho nơi nào đó. Những ngày đầu chúng ta có thể phiêu lưu mạo hiểm gì chẳng hạn, không sao. U có tôm à. Ê rồi, cầm đi lên nha. Ném vô con tôm phải không? Rồi, mày vậy tôm. Ôi, ném không được. À, rút kinh nghiệm. Không thể ném cất vào mấy con vật ở dưới biển. À, bài học rút ra. Thiệt là ngon dream. Nhưng mà mình đang gặp sự cố là cái thuyền của mình sắp vỡ rồi. Oh my god. Phải tìm được con hòn đảo nhảy lên trước khi thuyền vỡ và mình đai trong vòng vài giây nữa thôi. Vì thế hãy xin hãy thương em, cho em một cái hòn đảo đi. Please. Holy shit, cái gì đây? Bò, bò rừng bạn ơi. Ở đây có bò đó hả? Đụng cất rồi. Chúng ta cùng cất coi. Ta hứa ta sẽ chăm sóc cùng cất của mày kỹ lưỡng. Bò ơi bò, thôi. Chúng ta sẽ đốt lửa trại bằng cái này vậy. Chứ chúng ta không cái nào khác nữa. Rồi. Một ngày là chúng ta ở đây như một thằng điên cầm một cái đuốc. Đây là lần đầu tiên mình thấy bò trong game này nha. Nghĩa là trong shipwreck á, mình có trên mạng cũng thấy, mình kiếm quà không ra giờ thấy rồi nè. Mà bò để làm gì ta? Để làm lông mà cũng được á. Ôi não bị giảm rồi anh em. Đổ này vô cái não giảm giảm không? Rồi là cái mới. Rồi anh em, là cái mới nào? Trời sắp sáng rồi. Ý ôi hết hồn em chết. Ôi có vật gì không? Ôi thôi ghê quá. Ôi mình đã di chuyển thôi mà nó ghê quá à. Sáng đi rồi. Holy shit quá vật tùm lum hết. Đội nón nhà giàu anh em, đội nón giàu nó vẫn không thể nào. Con gì ghê vậy?
Thôi giờ bờ anh ơi. Em sợ anh ơi. Giờ bờ kiếm hoa, hái hoa bắt bướm. Hòn đảo này có về cho mình. Hòn đảo này cũng chẳng có gì á. Trời ơi, tôi khổ quá. Khổ quá. Nó có cho mình ở hòn đảo cát là được rồi. Ở đây có bò. Nhưng ở đây có bò. Xin nhắc lại, ở đây có bò. Hay sống ở đây, mà sống ở đây không có dừa nha. Chúng ta hãy cân nhắc cho kỹ, và ở đây không có hoa luôn. Và cá bíp. Thôi mình sẽ làm cho mình cái bè này nè. Rồi mình đi sang một chỗ khác. Sinh sống sống ở đây không được bạn ơi. Mình sẽ ghi nhớ ở đây là có bò. Ok. Chứ ui, có một cái bè bên kia nè. Wow. Lấy một cái bè để qua cái bè kia hả? Rồi đi nào. Một cái bè xịn. Ui, một cái spear gun. Holy shit. Rồi lấy này cất cái nào đây? Ta sẽ cất cái ta nhận ra ngoài đi. Ôi, sao nhiều bè quá vậy? Và chúng ta đang bị teo não. Còn 21 não, what the hell. Chắc là không qua đêm nên nó bị teo não. Holy shit. Holy. Ráng kiếm hòn đảo rồi đi rồi. Chúng ta thoát qua cơn hoạn nạn này. Người anh em. Ở đây cát nè. Cần cát. Rồi lên lẹ. Có cát không? Có cát không? Ôi, con quái gì đây? Holy shit anh ơi. Con quái đuổi theo em anh ơi. Không có cát luôn. Ở cái nơi gì đây? Trời ơi, đúng rồi. Bờ biển phải không? Không phải. Mình cứ tưởng là cát. Mình phải ảo ảnh rồi. No. Lấy luôn. Não tụt xuống còn 5. Não mình. Vai cái não. Não teo như chưa từng teo luôn. Một não. What the fuck. Một não. Có nhất thiết phải như thế không? Lượm hoa lên. Rồi lượm hoa thì bỏ cái gì? Lượm hoa thì bỏ bỏ cái tiền đi. Rồi lượm hoa. Lượm. Rồi lượm. Chăm chỉ nhặt lượm hoa nào anh em. Ôi đừng để em anh ơi, em lượm hoa nè. Đừng có lượm nữa. Em ngoan. Ấy, lượm hoa nè. Anh em ơi, lượm hoa. Đúng rồi, đỡ rồi. Đỡ sốc hơn rồi. 41 não. Rồi, con đó biến mất rồi. Rồi, lượm nó nè. Em thề là em trên đời này em thích mỗi bông hoa, tôi thích ăn hết ăn đâu. Đó. Holy shit. Ăn hết đống này đi. Trời ơi, tôi khổ quá. Bây giờ, hỏi con gì ghê hả? Giờ muốn kiếm một cái bờ biển cũng khó mà ơi. Tại vì có bờ biển mà nó tìm được cát. Mà có cát thì mình mới làm được mấy cái cần thiết. Sống là phải sống ở gần bờ biển mới được. Thiệt là hư cấu quá. Khổ quá, khổ ghê á. Đêm nay mình lại không ngủ. Thiệt là khổ quá. Cuộc đời mình á, não, không não luôn. Mình bây giờ Yaki bị danh là Yaki không não rồi. Tại vì cái mức độ não của mình còn số 0 rồi. Đã vậy nó vô nó đập bể cái bè của mình á. Trời ơi. Đừng đập thuyền của em anh ơi. Đừng, xin anh đừng đập thuyền anh nữa. Mình thề kiếm một cái hòn đảo gì mà nó khó gì đâu mà nó khó. Rồi 20% rồi. Đập qua một đêm cái nát cái thuyền luôn các bạn. Đừng đập nữa. Nhiều sống vậy. Rồi. Ok.
đốt lệnh là đốt cái mới, hết này là đốt cái mới rồi. Holy Yaki không não. Đây, đúng chất không não luôn. Yaki không não rồi, bây giờ sẽ đi tìm một hòn đảo mới. Đi tìm cho mình một vùng đất mới nè từ. Mọi người thấy dây điếm phải không? Cái vùng này trắng trắng là có hòn đảo nè. Ví dụ như cái vùng này mình đi qua rồi thì đi xuống, đi lên coi. Nãy giờ đi ngang xui quá, đi lên nữa coi có hòn đảo gì không. Hôm nay xui quá. Từ ở đây có cái vùng trứng cắn nè. Hy vọng là qua đây nó sẽ cho mình hòn đảo đó hay ho chút. Ok, mình đang ở cái chỗ đờ mờ vào đây. Ôi đừng. Rồi từ. Rồi. Một chỗ xa xăm ở tuốt dưới đây luôn nè. What the fuck. Rồi, một chỗ rất là xa xăm. Không thể làm vì ơi ơi đừng. Tự mình coi. Mà sẽ suy đoán coi chỗ nào nó có hòn đảo, dù chỗ này nó sáng sáng rồi nè. Chúng ta tuy mù đường nhưng mà chúng ta có thể thấy được ở đâu có hòn đảo. Trời ơi, Yaki không não. No. Chúng ta hãy đặt chủ đề cho cái tập hôm nay là Yaki không não đi. Vì mình sống không cần não và có thể sinh sống tốt ở đây được. Đâu phộng. Ở cái thuyền của mình nó không có độ bền luôn nè. Đù, ủa nó đuổi theo mình kìa. Anh ơi đừng đuổi theo em, anh ơi. Em đang đi tìm một cái chân lý mới. Đó là chân lý Yaki. Trời đất ơi, nghĩ sao đi nãy giờ mà mình không thấy một cái gì cả. Holy shit, cuối cùng cũng đến nơi rồi. Holy, thôi mình sống ở đây tạm thời đi. Hòn đá này nhỏ quá vậy. Biết sao được, sống ở đây đi. Trời ơi, Yaki không não. Có nhạc rồi đó, sinh động hơn rồi đó. Bây giờ mình sẽ làm cái gì để bắt đầu được cát phải không? Cần cái lá dừa. Ôi, đừng đuổi theo anh ơi, đừng đuổi theo em anh ơi. Em chỉ là một con người bé nhỏ một con khỉ thôi. Cứng quá. Heo ơi, chu mi nga heo. Ôi, ghê quá, anh ghê quá. Nhặt cái rồi, rồi. Ê, không phải nhặt cái này. Không phải nhặt cái này. Nhặt cái này nè. Đó. Không não. Ôi, đừng, mình đuổi vậy sao nhặt đồ được. Đâu phòng tôi quay. Nhặt đồ nè. Có não rồi anh em. Chúng ta đã có não. Rồi. Thôi đừng gắn não nữa. Tao hứa là tao sẽ không mất não nữa. Tao sẽ sống có não. Anh ơi. Hay quá. Màu có lại rồi anh em ơi. Màu đã vơi làng rồi. Chúng ta sẽ không bao giờ xem tivi hai màu trắng đen nữa. Chúng ta cần cát. Ta có thể lấy cái xẻng nè, đào ra. 1 2. Đó. Bỏ cất ra đi. Đó. Rồi nhiêu nữa. Cần 4 cái đụng cát và 2 cái lá. Rồi từ từ. Còn cái đụng cát nữa không? Cho em xin một đụng. Một đụng rồi. Đây. Ngon stream. 1 2. Bây giờ mình sẽ cần thêm gỗ nè. Cần như ta 2 cái được rồi. Rồi cái này bỏ vào đây. Ăn đi. Chắc này luôn anh em. Gãy. Đậu. Rồi thiếu que. Đã có que. Rồi chúng ta sẽ để cái này. Từ từ. Làm cái này đi. Rồi đó, lấy cái này. Bây giờ dùng rìu. Cái rìu đâu? Ơ. Hay nhờ. Hay là làm được cái rìu. Rồi đó. 2 3 4. Rồi. Bây giờ chúng ta có thể làm lô đài cát rồi lát đó các bạn ơi. Bị não xong lát game luôn. Ok.
xây một cái đây đi. Rồi bây giờ xây một cái lâu đài. Lâu đài tình ai. Rồi qua đây đứng này ngồi. Holy shit. Finally. Đứng đây và thụ hưởng thành quả. Hưởng thụ. 2, 1. Holy. Tôi nói khổ quá. Yaki khâu não là vậy đó. Hết biết luôn. Bây giờ mình phải ôm luôn cái lâu đài này cho đến sáng. Thôi anh ơi đừng. Ui anh ơi, em đang làm gì đâu? Anh qua đây làm gì ghê quá nhở? Đúng rồi. Đứng đây tăng não. Tao sợ mày hả? Cút. Đứng đây mà. Tao sợ mày hả? Qua đây. Thôi anh ơi. Em chừa rồi anh ơi. Em thừa rồi. Thôi. Sao không nổi rồi anh em ơi. Rồi, đứng đây. Mình sẽ AFK đứng sáng luôn. Nãy giờ mình đợi não cũng đỡ hơn chút rồi. Bây giờ trong lúc đó thì mình sẽ tận dụng. Bây giờ muốn làm một cái máy này nè thì chúng ta sẽ cần gỗ. Mà gỗ nãy giờ mình đem đi đập hết mẹ nó rồi. Thì mình sẽ rồi cái điều rồi. Đây, mình sẽ cái này qua đây đập gỗ tí. Đó. Lấy gỗ đem về làm cái máy. Mình ôi, đập đầu mình, đập phất. Ấy. Rồi. Gỗ của em. Rồi đứng đây tiếp. À, bây giờ mình sẽ làm cái máy này nè, để nó ở đây đi. Xuống đây. Rồi. Đó. Bây giờ chúng ta có thể làm được mấy cái máy này nè, đó, rất là nhiều máy. Và đặc biệt á, cái cuối cùng nè. Ta hãy làm cái gear. Mình cài thêm cái mod nào này là cái gear để làm tủ lạnh cất đồ cho nó đỡ tốn. Nhưng bây giờ mình sẽ AFK cho đến khi nào não nó tăng nhiều thì thôi, cho khi nào lâu đài này nó bể. Từ từ. Ở đây còn gì nữa không? Holy shit. Não tăng rồi. Hồi nãy mình mới tắt game mở lại thì mình tự nhiên hồi nãy cái lúc não mình bị teo không não, giờ kỳ không não là cái máy mình tiện đến FPS nó giảm kinh khủng luôn, mình mới tắt lại mở lại thấy không, mượt hơn hẳn rồi đó. Holy u. Bên đây còn bờ nữa nè. Trời ơi, hôm qua giờ lo bận cho cái não của mình mà chưa kiểm tra hết chỗ này. Hy vọng là ở đây nó hồi đó này bự một tí cho mình ở đây luôn. Nhưng ở đây mình sống cũng được á. Nếu chúng ta có điều kiện đủ đồ thì chúng ta sống ở đây được luôn. Ở đây có bò không? Hãy nói cho tôi. Có bò không? Rồi không có bò thì buồn nữa. Ở đây mà có bò nữa là tuyệt. Cắt lông bò mỗi ngày. Cắt lông cừu. Ở đây không có cừu để cắt. Cắt lông bò. Rồi. Lấy stick nữa anh em. Hồi nãy cũng được. Không gì là không sao cả. Mình sẽ sống trong hòn đảo lửa, hòn đảo đá. Thì về nào. Chúng ta sẽ về trụ sở. Ui, cũng lỗ nút. Xây cái này còn thêm gỗ nè. Chờ gỗ nào. Hy vọng là thần đường không ra mà quất mình vào mặt mình cái đơ cái đó, đơ mơ mây sao mày giống chặt gỗ của tao. Rồi bây giờ mình sẽ ăn quả là nhớ kẻ trồng cây. Và mình đang nhớ kẻ gì đây. Thôi đi về. Chạy lẹ. Úi. Đừng anh ơi, đừng. Tối rồi. Hay quá, về kịp luôn. Rồi, ngon. Trước đây cái này hãy nấu được, bây giờ nó không nấu được đâu Phong. 1, 2, 3. Rồi. Ta đứng hơi cái bên này đi. Thì bây giờ mình phải tập trung làm những cái như là cái hòm rồi đồ ăn nè. Mình cần làm cái nồi. Cái nồi là rock pot, lại thêm bát đá nữa là người ta đã là xong cái nồi. Cục đá à. Ok, đơn giản, easy. 1, 2,
3. Rồi, đủ điều kiện làm cái crop box rồi. Để bên đây nha. Đây. Còn stream bây giờ chúng ta sẽ, mình có cài cái mod đó là bỏ đồ ăn vô là thấy được công thức của nó. Bây giờ bỏ cái này vô nha. Không, bấm ship nè. Rồi, click chuột vào. Đó. Rồi. Bây giờ ăn không được quá dừa bạn ơi. Tiếc quá dừa bây giờ chỉ treo thôi à. I wish. Rồi, Reddit bấm như thế này nè. Thì nó sẽ ra công thức wet group hả. Ồ, ăn không được rồi, cái này ăn không được. Cái này là phải ăn chung với lại cái gì đó. Để mình tí mình nghĩ là mình kiếm thêm lương thực khác để ăn. Chứ tình hình này là không có ổn. Nhưng đợi từ từ đi. Ôi, nước tràn bờ đê rồi anh em ơi. Nước lũ dâng cao. Ơi, nước lũ dâng cao. Thôi giờ ra đây chặt gỗ đi. Rồi, nó cho mình. Mấy con chim này nó cũng thương mình vãi. Cho mình mấy giống này ăn. Quá là cảm động. Cảm động vun. Cái bè riêng mà thấy ha, cái độ bình nó mất tiêu rồi. Ê, này rồi. 31 cũng được cũng được. Mình giờ mình ra mình lấy bớt mấy cái này nè. Lấy mấy cái siêu quýt này nè. Cái này là cần sa ở ngoài biển. lấy cái này để nấu ăn. Rồi. Ăn phải giống đi. Tình hình là hồi nãy là Yaki không não, giờ Yaki sắp chết đói. Cố lên ra ngoài này, ráng ra ngoài lấy vài cục đi về. Cố lên, cố lên. Chúng ta phải đủ kịp tụi kia. Nhanh lên, nhanh lên. Rồi. Holy shit, mình nghe tiếng con gì đấy. Mình nghe tiếng mèo, what the hell. Tại sao lại có tiếng mèo ở đây? Đó, bạn nghe không? Bạn nghe không? Bạn im lặng nha, nghe không? Mình nghe tiếng mèo nha. Có khi nào có mèo ở đây cơ? Game này là như đâu có mèo đâu. Hay là... Ôi, thôi. Cá mập. What the hell. Hai con luôn. Thôi, qua đây. Ở đây. Holy shit. Rồi, đập cho nó. Mày. Nhớ. Thôi. Anh ơi. Em sợ anh rồi. Rồi nấu rồi nào. Bỏ này vô một cái. Là cái gì? Rồi. Rồi, nấu lẹ đi. Em ăn cái. Holy shit. Thốn quá. Ăn này cầm hơi trước đã. Đó, ăn cầm hơi thôi. Holy shit. Bây giờ mình sẽ làm cái bẫy bắt cua. Rồi lấy mấy con cua để ăn là hợp lý. Rồi có đồ ăn rồi. Quất nào anh em, cái này tăng gì? Tăng máu nào, không cần biết ăn luôn. Nó không tăng nhiều máu lắm nhưng mà nó sẽ giúp ta một số lượng có thể. 2, 3. Nó một cái que đúng không ta? Rồi nó ra quét group không ra gì hết. Đội phòng phải cần thêm đồ ăn khác. Chúng ta cần thịt cua. Thôi làm 7 cua. À hả, thốn gì mà nó thốn dữ. Bắt cua nào làm được. Ôi, đừng có xếp như này, em sợ lắm. Ở đây coi, mình sẽ làm đây, bắt cua ở đây nè, chỗ này. Rồi tụi bay nhớ bơi giờ nha. Good. Rồi bên đây nó có cua nè, mình có thể dụ con cua. Từ ở đây nè, mình sẽ để sao cho nó hoa mỹ một chút đó. Không cái gì nè đó. Đấy. Đó để vậy mới đúng. Rồi mày chạy cái gì, tao trước sau thì tao cũng ăn thịt mày. Thịt mày ngon lắm, tao chịu không nổi, hiểu không? Rồi tiếp tiếp nào. Cá bọng cắn mình thốn vãi. À có cách rồi, bây giờ mình sẽ cầm này lên nè, ném nha. Nè, chết mày nè, cứt ăn cứt nha con. Rồi thấy. Rồi mình sẽ đổi ăn hạt giống. Rồi mình sẽ nấu con cứt
cái con này ra. Đây. Bỏ vô được không? Không được, murder ra lông mà sao ăn? À, mình ngu quá. Mình phải nướng ở chỗ luôn. Rồi, bắt. Ném cất. Cất là tất cả. Chúng ta không thể sống mà thiếu cất. Rồi nấu lên. Vậy mà nghĩ không ra. Rồi ném con này vô. Đó. Vãi, ném cất. Rồi, nấu ra. Rồi. Mà có cái này cho con này nó ỉa không ta? Hồi nãy mình nãy nó ỉa ba cục luôn kìa. Rồi bây giờ mình sẽ nấu cái này ra. Đồ ăn tới rồi. À, nó là cái cá bốp. Cái bỏ này ra nè, mà vô meatball. Ngon, meatball nè, anh chịu. Bây giờ còn đâu là những ngày chúng ta nấu ăn thịt dừa được. Tôi sẽ nhớ lắm cái ngày mà ăn được quả dừa. Đâu Phong, phải đứng đây canh me, nó đến ăn của mình nữa là chết. Đấy, của tao mày. Rồi ăn vô. Holy shit, đỡ đói liền, ngon stream. Giờ mình kiếm thêm một cái ổ cua nữa để bắt cua. Bây giờ muốn ăn thôi. Ôi, cút của tao mà. Là phải của mày đâu. Đêm nay là đêm trăng tròn. Hồi chết cha rồi, trăng tròn. Bà hiểu không, trăng tròn là mấy con heo nó đập mình đó bạn ơi. Mình phải sống sao cho nó đàng hoàng đưa tới chứ không mấy con heo nó ra hấp diêm mình á. Trời đi. Cứ từ từ đi. Trời tối mình phải chạy thật là lẹ. Không để cho tụi này nó thấy được. Lấy hết đống này cũng mệt lắm. Lấy hết đống này đi rồi em đi chơi nè. Sắp ngày thứ 10 rồi thì ngày thứ 10 mình sẽ nghỉ các bạn ơi. Mỗi ngày làm 10, mỗi tập là mình làm 10 ngày trong game. Ok. Chị nào, chị vào đây. Rồi. Trời tối rồi. Yeah. Good. Mình có thể đào cái này phải không? 1. Rồi. 2 3 4. Rồi. 5. Từ từ. Lượm đồ đi. 6. Holy shit. Quá dữ luôn. Mình nghĩ là nếu đang rảnh thì chặt gỗ đi, tại vì gỗ ra ở game này rất là cần thiết. Mình lại lại thiếu gỗ trầm trọng, nó có 2 cục gỗ à. Làm ngay mà luôn. Thanh niên ngại gì bích bẩn, đúng không? Đó. Rồi chúng ta sẽ tiết kiệm đào luôn cái gốc. Rồi, trồng luôn cái cây. Cái cây mình nghĩ nên về nhà rồi, về cái trại của mình rồi trồng luôn. Ở đây có đồ ăn nè. Mình sẽ thay thế cái lá này đi, tại cái lá này cũng đâu còn thiếu không. Cái lá này uống lửa cũng được. Ok đi. Thôi, nó hóa sói rồi anh em. Anh ơi, đừng đuổi em nữa anh ơi. Anh ơi, rồi sáng rồi anh ơi. Ngủ đi. Bây giờ mình sẽ tranh thủ chặt cây nốt. Ôi, nó ngủ ghê quá. Ở đây có nhiều seaweed nè. Ngon. Gì chứ mấy cái này là ngon stream. Mình nhiều đồ quá, mình không biết cất ở đâu nữa. Thiệt là bối rối quá, không biết làm ở đâu. Rồi. Thôi mình về, mình kết thúc con này tới đây. Chơi nó cũng nhiều thôi các bạn. Mình hy vọng là các bạn thích cái video này. Bây giờ nhà trồng cây nào. Bây nhà trồng cây nào. Rồi. Trồng cây ở đây để chặt cây gió dễ rồi. Mình sẽ nấu đồ ăn luôn. Nấu được không ta? 1 2 3 4. Ra cái gì? Ra quýt group, nó không ra đồ ăn. Chắc là mình phải lấy thêm cái kia nữa rồi. Thì ok. Nếu bạn thích cái series này của mình á thì nhớ like và subscribe để mình có động lực làm tiếp nha. Thì bây giờ thì mình sẽ để mình nấu xong đồ ăn đã. Mời đời con cua này ra. Đó. Bây giờ nấu là sẽ ra một cục thịt hảo hạng. Từ từ cắt lại cái chỗ cũ. Rồi. Nó ra cái gì? Nó ra fish stick. Ngon. Bối rối quá. Good. Các bạn có cách làm cho con này nó ỉ không?
Có lúc nào spy nó ép hả? Mà nó biết nha. Tại con khỉ này nó có ỉa mà. Bái. Rồi đợi nó ăn đi. Bối rối quá, bạn ơi, bối rối quá. Ta làm gì đây? Thật là bối rối quá đi. Thiệt là bối rối quá đi. Quá đi. À, lẹ đi, tao còn kết thúc game. Buồn ngủ quá, mình đang chơi buổi tối các bạn ơi. Có món đồ mà nó cũng lâu luôn nữa. Ê, tao không sao mà tính làm những cái thứ khác. Ok, đúng rồi. Ăn này vô. Ốp, bột phật cắn ra style. Rồi, ok. Bye bye mọi người.